you're prepared to break the silence. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng với Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc sẽ tới sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tới đây. Tờ Naver Sport cho hay, trận giao hữu quốc tế Hàn Quốc, Việt Nam 18 giờ ngày 17 tháng 10, sân World Cup Suwon sẽ có các khách mời đặc biệt, bao gồm Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo sẽ cùng với Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, Chung Mong-gil có mặt tại sân động viên hai đội. Đây là lần đầu tiên ông Park cổ vũ một đội tuyển nước ngoài mà mình từng huấn luyện tại một trận đấu quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc, Naver Sport thông tin. Tờ Naver Sport cũng dành những lời có cánh cho cựu thuyền trưởng của tuyển Việt Nam sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đến nay. Ông Park vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các học trò, luôn thu xếp thời gian tới sân cổ vũ mỗi khi họ chơi bóng tại Hàn Quốc, Naver Sport cho thêm. Trận đấu ngày 17 tháng 10 tới là hoạt động cuối cùng của cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc trong đợt FIFA Day tháng 10 năm 2023. Trước đó, tuyển Hàn Quốc hạng 26 thế giới thắng đậm Tunisia hạng 29, 4-0, còn Việt Nam hạng 95 thua Trung Quốc hạng 80 và Uzbekistan hạng 75 với cùng tỷ số 0-2. Trên lý thuyết, sau màn thể hiện gây thất vọng ở trận thua Uzbekistan, tuyển Việt Nam còn khó khăn hơn khi đối đầu với Hàn Quốc, đội bóng đang xếp hạng 26 FIFA hơn Việt Nam gần 70 bậc. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra tại Suwon ngày 17 tháng 10, tuyển Việt Nam có thể chơi với hết khả năng. Khi huấn luyện viên Philip Chaucier sử dụng đội hình mạnh nhất sau khi đã có nhiều sự thử nghiệm ở hai trận đấu trước đó. Ngày 15 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Đại Liên, Trung Quốc sang Suwon, Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển của nước chủ nhà. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Mặc dù khoảng cách từ Đại Liên tới Hàn Quốc không xa, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã phải mất hơn 10 tiếng mới có thể đặt chân tới Suwon. Sở dĩ đội mất nhiều thời gian di chuyển là do lượng khách nhập cảnh ở sân bay Incheon rất đông và thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucier tốn nhiều thời gian xếp hàng chờ tới lượt. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, đội tuyển Việt Nam lên xe bus do ban tổ chức chủ nhà bố trí để di chuyển tới Suwon và mất thêm hơn 1 tiếng di chuyển nữa mới có thể đặt chân tới thủ phủ của tỉnh Gyeonggi. Tại Suwon, đội tuyển Việt Nam lưu trú tại khách sạn Ibis Ambassador, cách sân vận động Suwon World Cup chỉ khoảng 3 km. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucier đã nhanh chóng nhận phòng, dùng bữa ăn nhẹ và tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên lúc 19 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Do vừa trải qua di chuyển, nên huấn luyện viên Philip Chaucier quyết định sẽ chỉ đưa ra các bài vận động nhẹ nhàng nhằm giải phóng sức ý cho các cầu thủ.